tôi có up nhạc lên hàng chục những cái sàn phân phối nhạc trên thế giới, có khoảng 10-20 cái sàn rất là lớn các bạn. Tuy nhiên là có những sàn ở đây tôi còn ghi chú là họ không bảo vệ bản quyền, có nghĩa là bạn họ phân phối lên cho bạn xong nhá, người khác ăn cắp ăn trộm họ mặc xác luôn. Rất là hay, có những sàn nó buồn cười như vậy. Hoặc là có sàn ở đây tôi ghi chú là khó tính nhưng vẫn duyệt 1/3 và nó lên tích nghệ sĩ sau 2 ngày. Lên tích nghệ sĩ có nghĩa là cái kênh của bạn là có cái nốt nhạc đằng sau ấy, thì duy nhất có một sàn này. Còn tất cả các sàn khác, có sàn còn không lên Apple Music này, có duyệt tích nghệ sĩ phải 3 tháng này. Đấy. Và cái sàn mà lên tích sau 2 ngày khó tính đấy này, hôm nay vô tình tôi vào các bạn nhé, mà lại còn có tiền ở bên trong. Đấy, rất là hay. Tuy ít, có 6 đô thôi. Có được 6 đô, nhưng nó là một cái tín hiệu rất đáng mừng vì hàng chục sàn khác nó không bảo vệ bản quyền mà nó cũng không trả tiền. Thì cái sàn này là có trả tiền. Mà sau khi tôi nhìn 6 đô này đến từ đâu thì nó lại đến từ cái bài hát, cái bài nhạc để kích hoạt luân xa gốc các bạn nhé. Có 6.000 lượt người xem thì mình lấy được 6,6 đô. Đấy, sau 2 năm tự nhiên vào nhìn thấy tiền, thấy rất là hay. Và nên là bây giờ tôi làm cái clip ghi chú này để các bạn hình dung. Cuối tháng 5 năm 2024. Đấy. Các bạn đừng coi thường cái 6 đô lẻ này. Vì để tìm được cái sàn giả tiền cho bạn rất khó. Tôi đưa lên rất nhiều sàn mà các sàn họ không bảo vệ, không trả tiền. Và bạn muốn đăng nhập vào thì bạn phải trả phí hàng tháng. Còn cái sàn này là không phải trả một đồng nào hết, mà lại có tận một lô ưu điểm. Lên tích nghệ sĩ nhanh nha. Họ hơi khó tính một chút nhưng vẫn duyệt. Duyệt 1/3 có nghĩa là 10 bài mình đưa lên họ duyệt 3 bài. Thế là đạt được yêu cầu, đúng không? Đưa 10 bài lên mà để lên tích nghệ sĩ là chỉ cần 3 bài. Thì tôi lên tích nghệ sĩ là nhờ cái sàn này nhá. Họ duyệt nhanh lắm. 2 ngày ok luôn. Đấy là ưu điểm thứ hai. Ưu điểm thứ ba là có bảo vệ bản quyền. Bảo vệ bản quyền thì người ta mới bán và người ta thu tiền, người ta trả bạn. Dù 6 đô nhưng có nghĩa là có. Còn các cái sàn khác không bảo vệ bản quyền có nghĩa là người ta cũng không cho tiền. Đấy. Còn có những sàn còn dã man như này, còn không mất tiền nhưng cho một bài. Cho bạn up một bài nhưng ở đây là họ không duyệt. Tức là bạn up kiểu gì họ cũng không duyệt. Hoặc có một sàn rất nhiều người ở Việt Nam đang làm đây này, tôi ghi chú luôn, dịch vụ tệ nhất nhưng nhiều người giới thiệu nhất thì ăn phần trăm, vì duy nhất cái sàn này có phần trăm, có affiliate phần trăm, rất nhiều người quảng cáo. Nhưng các bạn vào các bạn phải nạp tiền, nó không nhiều, 35 đô một năm thôi. Tuy nhiên là bạn up lên họ không duyệt bài nào, có nghĩa là họ không phân phối giúp cho bạn. Các bạn hình dung họ không phân phối mà cái dở của họ là muốn hủy, bạn phải xóa tài khoản. Có nghĩa là bạn nạp 35 đô một năm là bạn phải nạp vĩnh viễn, không có một cái nút nào để dừng lại. Và bạn muốn dừng là bạn phải xóa. Tại vì họ khó tính mà, nên là mình phải up 6 bài. Thông thường áp họ duyệt 1/3 thì bây giờ tôi áp 6 bài, bây giờ đang áp được 5 rồi. 3 bài tên là Nguyễn Mạnh Linh, 3 bài tên là Thầy Linh. Đấy, mình áp dự trù như thế. Thì cũng chia sẻ luôn để các bạn hình dung. Vừa biết vừa vui, vừa thấy là cái lĩnh vực nào nó cũng rất là phức tạp, không đơn giản. Rất nhiều người sẽ dẫn bạn đi vào bẫy. Nên là để có một cái người chia sẻ thành tâm thực lòng nó khó lắm các bạn. Nên là bạn phải trân trọng những ai chia sẻ, lên mạng chia sẻ thực lòng cho các bạn. Các bạn phải trân trọng, nên like, chia sẻ tích cực và bình luận tích cực thì
người ta mới có tâm trí, tâm trạng tiếp tục chia sẻ những cái tốt nhất. Trong khi những cái người có thể rất nhiều view luôn các bạn nhé, nhưng mà người ta dẫn bạn vào những cái bẫy để các bạn nạp tiền hàng tháng, hàng năm mà không mất tiền thì không sao, vấn đề là mất tiền nó còn không đem lại cái lợi ích gì cơ. Đấy mới là cái mệt mỏi, đúng không? Mất tiền mà được việc thì đã ok. Nhưng mà cái sàn này là không mất tiền mà lại được mọi thứ. Đấy, cực kỳ tuyệt vời luôn. Tôi up một bài hát ca ngợi thầy phong thủy, ba bài hát ca ngợi thầy phong thủy, nhưng mà một bài thì để luôn phong thủy master. Cái bài đầu tiên mà đưa về, tất cả những bài khác tôi áp nhé, không có một doanh thu nào, không ai xem, duy nhất cái bài Luân Xa của tôi nhé, 6.000 người xem. Nó không nhiều nhưng mà nó ra 6 đô cũng ok đấy. Nó là một tín hiệu, một tín hiệu rất tốt để cho thấy là à, cái sàn này người ta tử tế. Các bạn hình dung mình áp miễn phí, người ta bảo vệ bản quyền, người ta vẫn thu tiền và người ta vẫn trả tiền. Đấy, những sàn khác thì không các bạn nhé. Có những sàn bây giờ tôi vào, việc đầu tiên là thu phí. Đấy, không thu phí, không cho vào truy cập tài khoản luôn. Họ dã man như thế. Vấn đề là mình có tiền đâu mà mình vào mình nạp tài khoản. Các bạn hình dung không? Tôi làm cả bài hát ca ngợi Bác Hồ bằng tiếng Anh nhưng mà không dám post lên. Cái sàn này thì rất hay, tôi chưa chia sẻ đâu, nhưng mà trước mắt là tôi chia sẻ một cái bài viết là những cái bước cơ bản để các bạn phân phối nhạc như thế nào, thì tôi có để bên dưới cái clip này, định làm short nhưng mà lại chia sẻ dài quá nên là tôi sẽ viết thành một cái blog. Tại vì khi bản thân tôi làm tôi cũng phải xem lại, thì cái này chia sẻ luôn cho các bạn những cái bước cơ bản khi các bạn muốn up nhạc phân phối. Tổng của tôi up nghiên cứu ở đây là 25 cái sàn phân phối nhạc trên thế giới các bạn nhé. Thậm chí là ở đây là có những sàn tôi ghi chú để các bạn hình dung này, là tôi phải sang Sinh. Tại vì người ta không chấp nhận cho người Việt Nam, nói thẳng thế luôn. Có những sàn rất lớn người ta từ chối thẳng luôn cả những cái địa chỉ ở Việt Nam. Để các bạn hình dung là người Việt khó khăn lắm. Vì có thể là những người đi trước người ta giả mạo giấy tờ gì đấy thì người ta không tin tưởng nữa. Những người đi sau là người ta khóa cái tài khoản đấy lại. Thì có những tài khoản nền tảng rất là lớn không chấp nhận cho cái địa chỉ ở Việt Nam thì phải sang Sinh. À, nhưng mà khi sang Sinh thì lại vấn đề là mình lúc đấy đóng tiền thì lại dùng thẻ quốc tế, nó lại truy ra cái thẻ visa của Việt Nam, nó cũng block lại luôn. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là có sang Sinh thì lại phải đúng tài khoản của người Sinh, nó còn chặt chẽ như thế, nên là cũng không đăng ký được một số cái sàn lớn. Rất khó các bạn nhé, không đơn giản đâu. Đây là kinh nghiệm xương máu, tôi ngồi tôi đếm ở đây là hơn 20 cái sàn nhạc. Sàn nào tôi cũng tìm kiếm và cũng đưa lên, duy nhất có một sàn ok nhất ấy. Tất nhiên đây là cái câu chuyện âm nhạc, và bạn không làm âm nhạc thì bạn chả quan tâm, nhưng mà trong nhiều lĩnh vực nó cũng thế thôi. Có những thứ người ta mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều tiền bạc để người ta trải nghiệm, mà khi người ta chia sẻ lại thì đó là một thứ nó rất giá trị. Tại vì nếu không bạn lại phải đi lại những cái con đường đó, cũng giống phong thủy ấy. Tôi đi học hàng trăm ngàn trường phái khác nhau tôi mới phát hiện ra cái phong thủy chính gốc, thì mình chia sẻ chính gốc. Nhiều người không biết, người ta lại nghĩ là à, phải nhiều trường phái nó mới hoành tráng, đúng không? Thì cũng giống như cái chuyện nhỏ này, âm nhạc đấy, có hàng chục sàn, gọi là vào chán chê đi mới phát hiện ra có một cái thứ tốt nhất. Thì phong thủy cũng thế, mình đi học chán rồi mình phát hiện có một thứ tốt nhất. Nhưng mà nhiều người không hiểu, người ta nghĩ à, người ta phải lắm trường phái, người ta đi hù dọa người khác mới hoành tráng. Đấy. Nó không đơn giản đâu các bạn. Rất khó khăn, trong mọi lĩnh vực nó đều như vậy.